Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Minh Phụng Music với mong muốn đem lại trải nghiệm mới đỉnh cao trong âm nhạc đến với khách hàng. Codeman đã gửi tới người chơi nhiều công nghệ tiên tiến trên các dòng sản phẩm như KS7, KS1, K350 và SV800. Hôm nay với bộ súng container 2 mẫu đàn piano điện thế hệ mới được nhập khẩu từ chính quê hương của nhà sản xuất Codeman, đó chính là Anh Quốc. Các bạn hãy cùng team khám phá quy trình nhập đàn chuyên nghiệp để biết các bước một cây đàn đến tay khách hàng. Đầu tiên hãy ngắm nhìn phố phường giờ đi làm nào. Buổi sáng hôm nay nhiều con phố trung tâm của thành phố vắng lặng bất ngờ. Đường phố lúc này đang gần 6 giờ sáng và rất thưa thớt các phương tiện tham gia giao thông. Thay vì những tiếng còi inh ỏi, tiếng xe ồn ào thường nhật, giờ đây đường phố là hình ảnh xe cộ đi lại chậm rãi, thoải mái, hòa chung dòng người buổi sáng đang bắt đầu ngày làm việc đầy niềm vui. Thời tiết hôm nay khá mát mẻ nhưng không kém phần trong lành, dễ chịu. Hiện tại team đã có mặt tại bãi để tiến hành những bước đầu tiên trong buổi bốc hàng hôm nay. Mọi người có hồi hộp để chờ xem mẫu đàn piano điện nào sẽ được bật mí không? Cùng xem video nhé. Giai đoạn quan trọng nhất là đây nè các bạn, dùng kềm cộng lực cắt mở cong và trước mặt mình là số lượng lớn sản phẩm từ organ piano điện đến drum được Minh Phụng Music nhập về kỳ này để phục vụ khách hàng thân yêu. Nói bận để bắt đầu những kiện hàng đầu tiên thôi. Xuất hiện đầu tiên là organ Codeman K200, mẫu keyboard được chú trọng dành cho các bé học sinh. Cây đàn này là sản phẩm thế hệ thứ hai trong dòng keyboard K-series. Đố mọi người từ nãy đến giờ video có bao nhiêu cây K200 xuất hiện rồi. Đổi xe tí nhé anh em. Chốt xong K200, chuyển qua mẫu organ đa dạng dễ dàng sử dụng đối với mọi đối tượng người chơi K250 nhé. Trong đợt này Minh Phụng Music còn giới thiệu đến bạn hai mẫu đàn piano Bluetooth mới của nhà Codeman, Codeman B230 Bluetooth, KS7S Bluetooth và những bộ chống điện tử đến từ hãng Medeli. Các sản phẩm trên có những tính năng nổi trội nào? Các bạn hãy nhấn nút đăng ký và bật thông báo để biết thêm nhiều thông tin chi tiết về các mẫu đàn này trong tương lai. Đến lúc team tiến hành đem hàng từ container qua xe tải nhỏ để vận chuyển về đến showroom Điện Biên Phủ, chờ đến ngày được phục vụ anh em. Minh Phụng Music chuyên phân phối các dòng nhạc cụ âm nhạc với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phân phối nhạc cụ cho hàng trăm đại lý lớn nhỏ trên toàn quốc. Xe tải xuống hàng đã về đến showroom, hãy bốc hàng với đội ngũ để đem cẩn thận từng cây đàn vào trong thôi nào. Nào là B230 chống Medeli và có cả KS7S. Các thùng hàng xếp cạnh nhau thành từng lớp cao, ngay ngắn đang đón chờ để được phân phối đến đại lý và những khách hàng thân thiết đến chọn lựa. Nhìn buổi bốc hàng thấy hoành tráng quá đúng không các bạn? Đợt xuống công này số lượng vô cùng lớn và đa dạng về mẫu mã nên có thể đáp ứng mọi nhu cầu của người chơi nhạc từ organ đến piano điện và cả chống điện tử. Và thế là đã xong kiện đàn cuối cùng đem vào showroom. Cảm ơn anh em đã đồng hành cùng team trong buổi xuống container kỳ này. Hãy like, share, subscribe để đón chờ thông tin hấp dẫn về hai mẫu piano điện mới mà chúng mình sẽ giới thiệu trong những video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.